Kính chào bà con cô bác, quý anh chị em gần xa. Hôm nay ngày 22 tháng 3, chim rừng đang chuẩn bị bung hoa. Có nhiều anh chị em gọi đến và hỏi rằng là có ship tỉnh không? À, thì kính thưa anh chị em bà con cô bác, sim bên tôi thì có rất là nhiều phân khúc. À, sim cho những người trong resort, trong rừng và trong những cánh đồng lớn cũng có. Còn những anh chị em mà chơi cảnh, chơi lẻ thì chúng tôi đóng kiền như thế này đóng một kiện rất là chắc chắn để gửi đến cho quý anh chị em bà con cô bác có một cái cây sim rừng nguyên vẹn đủ bông đủ hoa như thế này và đây thì cái cây này đang đóng cho khách đây thì về đến nhà thì là sẽ bông hoa trong xuống là đẹp luôn và số lượng bên tôi vẫn còn rất là nhiều cho nên anh chị em cứ yên tâm đặt hàng trong vườn trong rừng trong cảnh đều có ạ